Rồi, hôm nay em cập nhật cho cô chú anh chị mình một bé ghe 40 tấn lái tàu chạy máy 4 Isuzu có giấy tờ nha và giá hợp lý. Hiện tại đang nằm ngay tại chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long, ngay nhà thờ Đồng Phú luôn nha cô chú anh chị nha. Ngay nhà thờ Đồng Phú luôn, cô chú anh chị mình coi thấy thích hợp, hợp lý, vừa giá, vừa công việc. Cảm giác mà làm ăn mau thu hồi vốn được thì liên hệ trực tiếp với anh chủ ghe giùm em. 40 tấn, tình trạng theo như em thấy trước mắt em nha, thì đang là liền be, có mui, nghe có giấy mà chạy Isuzu 4 thì giá cũng ok cô chú anh chị mà bà con mình tiếp cận. Rồi, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe, xem kênh bấm vào cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Hôm nay em cập nhật cho cô chú anh chị mình một bé ghe tải 40 tấn, mũi trẻ lái tàu, đang đi Isuzu 4. Và bé này thì có giấy tờ cho cô chú anh chị mình ha, ngay tại chợ Đồng Phú luôn, ngay nhà thờ luôn cô chú anh chị. Bà con mình thấy hợp nhãn, vừa ý, vừa nghe công việc của mình làm thì alo trực tiếp anh chủ giùm em. Giá con này hợp lý nha. Kích thước 3m6, chiều dài thì anh đang lấy bên dưới. Tổng cái dáng nổi thì lúc nãy trên cầu em có quay xuống cho cô chú anh chị mình đánh giá sơ sơ á, tại vì ở bên đây là phần công ty người ta cô chú anh chị, thứ hai là phần đất vườn của nhà dân, mình không có xin vô để mình quay được cô chú anh chị ha. Cho nên em sẽ đánh giá cho cô chú anh chị mình về cái phần cây cối trước mắt để em thấy, tại vì em không quay được mà, cho nên em đánh giá cho cô chú anh chị mình lựa chọn trước đi, rồi xuống đây mình coi. Be bọng thì như em thấy thì còn rất là mới cô chú anh chị, đúng chuẩn sau núi 100% nguyên con, rất đẹp, đã được chét chai. Bây giờ chắc có thể là còn sơn bắt chỉ nữa cô chú anh chị là hoàn thành bé này. Mi nhôm nha cô chú anh chị nha. Giá con này hợp lý, em báo giá luôn cho cô chú anh chị. Những bà con nào đang cần một em ghe 40 tấn chạy tải, giá hợp lý, máy 4 Isuzu Nhật nha cô chú anh chị nha. Cây cối thì còn chất lượng, còn xịn. Giá 95 triệu cho cô chú anh chị mình tại vị trí này. Rất là đã. Mặt mũi em nó cũng duyên đó cô chú anh chị, mình thấy không? Con này là mũi trẻ nha, lái tàu nha cô chú anh chị. Mũi này đi rất là lực, rất đã luôn. Cây cối thì em đánh giá trước rồi đó, còn bà con mình cứ đến đây và xem chi tiết hơn. Và cái giá thì còn thương lượng nha cô chú anh chị nha. Rất đẹp, con ghe này em đánh giá là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị mình đến gần hơn từng vị trí be, em bước xuống cái ghe nhỏ đó em quay. Chắc có thể là sắp tới cũng ráng nhín nhín chút ít tiền cô chú anh chị, rồi xin chị chủ cho tiền thêm để mua một cái flycam, để chẳng hạn như những cái vị trí góc quay như nè không quay được thì em sẽ bay flycam để em cho cô chú anh chị mình coi về cái tổng dáng nổi của em đó, để hoàn thiện hơn về cái kênh YouTube của mình nha cô chú anh chị nha. Cảm ơn tấm chân tình bà con mình luôn sát cánh và luôn ủng hộ kênh của Tâm Vlog để kênh YouTube của Tâm Vlog nó hoàn thiện tới ngày hôm nay. Cao mũi nhiêu anh? Cao mũi mấy mét luôn? Để anh đo luôn chiều cao mũi nha bà con. Mấy mét anh? Cao mũi mấy mét? Mũi nó 2m2. Ok, mũi cao lắm cô chú anh chị. Chị... 16m6 ngang 3m6. Ok. Giá nhiêu? Giá 95 triệu. 95. Rồi, ok. 16m6 ngang 3m6. Mũi cao 2m2 nha cô chú anh chị. Trời ơi, quá hợp lý rồi, 40 tấn. 95 triệu, có giấy nha. Con này có giấy tờ cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, mời cô chú anh chị mình đánh giá gần hơn và vô chi tiết bên trong. Đây, chi tiết kia nè cô chú anh chị. Be bọng rất đẹp luôn. Cực đẹp và cực sáng hình nha cô chú anh chị. 40 tấn tải. Bao cây sao ha? 3m6 dài 16m máy 4 Isuzu. Mũi cao 2m2 nha cô chú anh chị. Có phần mũi không là nãy mình thấy nó đẹp rồi cô chú anh chị. Nè cây cối bà con mình coi nè. Nhờ chiếc đò anh chạy qua anh rút cái ghe ra chút xíu. Nhìn cây cối cho nó sướng mắt cô chú anh chị. Trời đất ơi. Mây nhôm nha. Rồi, mời cô chú anh chị mình vô bên trong đánh giá chi tiết tiếp tục cùng em. Rồi, chi tiết bên trên nè cô chú anh chị. Đúng chuẩn sao núi chưa? Đúng chuẩn ghe ngày xưa chưa cô chú anh chị? Trời ơi, cái bản số cho đóng đây luôn mới giữ chứ. Nhưng chơi thiệt chứ cô chú anh chị. Có giấy tờ nghe. Đây là toàn bộ sạp mũi, nằm mũi dở cho bà con mình luôn. Ok, còn đang cạo chai luôn. Vậy là con này còn chét chai thêm luôn nè cô chú anh chị. Chét luôn sẵn luôn nè, lấy về mình đi thôi. Con đang làm chai sẵn nè. Ở bên ngoài thì làm chai xong rồi, bên trong này giờ chi tiết nữa. Ghe này đã thiệt đó chứ. Ừ, cái lồng son hết thần luôn mà ta. Đây cô chú anh chị mình thấy không? Ấp ra nè. Lồng son lớn lắm. Ôi cái máy thủy cô chú anh chị ơi. Nãy nghe Isuzu 4 thôi, tưởng cái máy Nhật là máy xe ai ngờ máy thủy. Quá đã. Lồng son lớn nha, 3m6 chiều ngang.
chiều dài là 16 mét. Ốp ra ốp vô thì quá trời quá đất luôn cô chú anh chị. Con ghe này là nguyên con sao hết nha cô chú anh chị nha. Giá hợp lý 95 triệu thôi. 95 mà được máy 4, ghe cây sao. Mũi đẹp, mũi trẻ lái tàu nữa, con này có lực lắm. Chạy tải cực kỳ lực cô chú anh chị. Để chút xíu đi, ơn sao em bước tới rồi em vô em review ở trong cái hầm máy nha. Giờ mời cô chú anh chị mình coi cái phần bên trên trước. Mấy em ghe lớn này quay thì khỏe cô chú anh chị, rất khỏe. Đi đứng nó cũng khỏe nữa. Lái vô lăng. Kiểu này không lẽ kiểu đầu bò ta. Lái vô lăng nha cô chú anh chị. Trên nóc thì nhôm, ở dưới thì gỗ. Cũng mời lái chuyền lực của chú anh chị ơi. Chút xíu vô review kỹ hơn cái đó ha. Lái vô lăng. Thử coi có nó nhẹ không bà con. Nhẹ thiệt bà con ơi. Như nhiều quá. Cần ghe cần số. Mũi cao nữa. 2m6 nha cô chú anh chị. Ủa 3m6 chừng ngang. Mũi thì 2m2. Đề có nhớt, có sạc, không tắt đèn. Qua đã. Ồ động nắp này lịch sự ghê mà con. 95 triệu. Giá rất hợp lý, ghê rất là chất. Đã vậy thêm được cái máy thủy nữa. Sướng thiệt cái chứ. Vô bà con ơi. Để vô trong cái máy thủy cái này. Rồi tiếp tục. Vị trí phía sau này về xịt rửa và cái lá cây ra bà con. Tiếp bánh lái hết thận. Cái phần này là cái phần nhông. Hộp số thì đang chạy là Nico. Nico hay máy không biết luôn. Máy Isuzu thủy động cơ. 4 máy. Đây cối bên trong nè. 95 triệu có giấy nha. Rồi ôi vàng lòng son vàng muối. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Hẹn gặp lại bà con. Xem kênh bấm vào cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Báo kích thước lại cho cô chú anh chị mình nha. 3m6 chiều ngang. Dài 16m. Mũi đứng 2m2. Máy thì đang chạy là Isuzu 4 thủy động cơ. Có giấy tờ. Lái vô lăng. Chuyền lắp nhông. Tay ga tay số bên trên. Giá hiện tại chủ đang kêu là 95 triệu bao nguyên con cây sao. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Xem kênh, bấm vô nút đăng ký để ủng hộ em theo ngày tháng, cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất. Cảm ơn bà con. Đa tạ. Tạm biệt, bye bye. Quá ghẻ.